Sáng nay, ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 do Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức đã diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động thành phố. Ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của gần 600 đoàn viên công chức viên chức lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức thành phố. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, hoạt động thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần nhân văn cao đẹp của mỗi đoàn viên công chức viên chức lao động thành phố Đà Nẵng đối với hoạt động thiện nguyện. Đối với tôi thì tôi nghĩ đây là một việc làm hết sức là bình thường đối với bản thân. Và bản thân tham gia thì nói tính lần thì rất nhiều rồi. Bây giờ nói lần thì không thể nói hết được mấy chục năm rồi. Nên là thời gian vừa qua thì đơn vị chúng tôi cũng đã cố gắng vận động anh chị em cán bộ nhân viên và hầu hết là anh chị em cán bộ nhân viên tham gia rất tốt. Chị tham gia đây là lần thứ ba. Mặc dù là lớn tuổi nhưng mà chị thấy rất là hay. Đọc cái câu ở trên kia là mình thấy trên cái bảng cái câu đó là chị thấy là xúc động. Mình cứ đặt địa vị mình vào cái người bệnh á là mình thấy cái giọt máu của mình quý. Trong quá trình hiến máu, ban tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngày hội cũng là sự hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch bệnh COVID-19, đừng quên hiến máu cứu người của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện nhằm chung tay cùng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu và điều trị trong bối cảnh ngân hàng máu khan hiếm. Dự kiến tháng 8 tới đây, Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục vận động đoàn viên, công chức viên chức lao động thành phố tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2.